Dạ con chào ngoại. Ngoại ngoại bán gì vậy ngoại? Ừ, bán mấy con cá nè cậu ơi. Dạ, cá này của ngoại bắt hay ngoại mua đi bán lại? Thằng nhỏ nó bắt thì đi bán lại ăn rồi chứ. Dạ. Đâu bây giờ 1 ký cá này ngoại bán bao nhiêu? Bự rồi bán được 230. Dạ. Cái này 3 con này chắc là chưa được 1 ký đâu ha ngoại. Dạ, là cái này được khoảng con 100.000 thôi. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? 77. Sức khỏe ngoài bây giờ như thế nào? Thì bữa thì khỏe, bữa mệt mà đều đút dòng kiến chạy đây bán 76. Dạ. Rồi bây giờ ngoài biết bữa nay là gần Tết chưa? Gần rồi chứ, nay mùa 1 mình rồi. Dạ là gần rồi đấy ha. Ngoài có chuẩn bị gì cho Tết chưa? Trời, tiền bạc nó chuẩn bị. Tiền đâu có phải không ngoài? Ngày nào ăn ngày nấy thôi. Dạ, 3-4 ngày mới có đồ bán một lần. Đâu phải ngày nào cũng đi được. Dạ. Dạ. Hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nha. Nhân dịp năm mới sắp tới, con thay mặt anh Chí ở Mỹ có phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại. Nha. Cảm ơn cậu nhiều. Dạ. Năm mới phú ít đồng nhiều. Anh Chí tặng ngoại 500.000. Cảm ơn cậu, quý. Dạ. Quá rồi. Quý quá. Dạ. Hôm nay về chắc ngủ không được quá, mừng quá thì ngủ không được. Nghe thương không? Có tiền. Dạ. Cảm ơn cái cậu gì đâu đó cho đó. Dạ. Cảm ơn chứ giờ không có biết. Thay. Dạ. Thay mặt. Cảm ơn cái cậu bên Mỹ luôn. Thì thay mặt cảm ơn cậu này về nói bên kia đi. Dạ. Cảm ơn ngoại. Ngoại cho con hỏi ngoại bên đạo gì? Đạo Phật. Dạ, từ đó tới giờ ngoại có máy nghe kinh hay máy giảng pháp không? Không. Dạ, hôm nay con xin anh Chí là người tặng lì xì cho ngoại, tặng cho ngoại thêm một cái máy nghe kinh Phật. Trời ơi, vậy quý quá, quý rồi. Dạ. Rồi chừng nào mới có cái máy đó? Dạ đây, có liền. Dạ, đây. Cảm ơn nhiều. Đây, ngoại lấy giùm con đi ngoại. Dạ rồi, dạ đúng rồi. Về làm sao hả? Về có con bà không biết. Dạ, dạ về ngoại nhờ con cháu mở cho ngoại nha. Cảm ơn nha, cái cậu cho luôn nha, cậu. Dạ. Chị không biết ở cậu đâu Chí. Á. Cậu Chí. Ở Mỹ. À, dạ. Cảm ơn nhiều, bữa nay tôi gặp may mắn quá. Cảm ơn mừng quá trời. Về đến nay giờ cũng là mừng ngủ nghe. Dạ, mừng dữ trời. Dạ, chúc ngoại năm mới nha, sức khỏe và mua may mắn đắt. Dạ, tinh thần an lạc với tấm lòng của anh Chí. Dạ, cảm ơn. Dạ, thì em còn giữ của anh ấy là 13.900.000, kèm theo đó là 300 cái máy giảng pháp nghe pháp. Dạ, con chào bác. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? 60. Bác cho con xem mặt cái đi. Dạ, bác hình như bác bị bẩm sinh hả? Bẩm sinh đó đó. Dạ. Mà bác không thấy đường luôn. À. Nhưng mà mình có hai con ngươi trong mắt không bác? Có chứ. Dạ có ha. Dạ, rồi từ đó đến giờ là mình đi sinh vậy đó hả bác? Có mặn gì đừng. Dạ, rồi bác có gia đình không? Có vợ, có con, vợ chết rồi. Dạ, nhưng mà con của bác thì con thấy bình thường không? Bình thường nó bán số á. À, thì bán số ha. À, bác được mấy người con? Có người. Dạ, một ngày mà sinh như vậy thì bác được khoảng bao nhiêu bác? Thiếu sống. Dạ. Đây có ngày nữa nè. Dạ, hôm nay thì con chia sẻ với bác nha. Bữa nay thì nhân dịp cũng năm mới cũng sắp tới rồi. Dạ. Con thay mặt anh Chí, một nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Dạ. Có phần lì xì nho nhỏ tặng cho bác nha. Dạ. Của ít đồng nhiều. Anh Chí mong bác giữ gìn sức khỏe. Dạ. Và vui vẻ trong cái Tết này. Dạ. Bác gờ thử xem bác biết được bao nhiêu không? Không, nói biết không nói. Dạ. Dạ. Bác nhận được 400.000. Dạ. Dạ. Dạ, bác nhắn gửi với anh Chí không? Thôi, thông cảm cho mạnh khỏe đi. Cảm ơn bác. Bác ơi, con hỏi cái này, cái bác có bên đạo gì không? Đạo Phật chứ không có. Dạ. Đồng gì. Mà từ đó tới giờ bác có máy nghe pháp hay máy niệm Phật không? Có, ít bác á. Ít bác nha, rồi. Dạ, bác. Dạ, thôi bác giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, rồi, khỏe luôn á. Chúc bác sinh được nhiều hơn nữa ha. Dạ, dạ. Dạ. Con chào bác. Dạ rồi, con chào nội. Trời ơi, bác mua đồ. Dạ mua. Mà nó đi nhanh quá, con đi không kịp nội luôn. Cảm ơn nha. Nội cho con xem mặt cái đi nội. Đúng ra hả? Dạ. Nội năm nay nhiêu tuổi rồi nội? 86. 86. Bây giờ sức khỏe là như thế nào nội? Sức khỏe bao khỏe trời thật, cho bà bệnh chỗ rồi đi bán về sống nè. Trời ơi, chúc mừng nội. Cảm ơn.
Rồi bây giờ anh tuổi đây là phải nặng chỗ với mình chết hết rồi. Dạ đúng rồi. Cháu tuổi mà. Dạ. Mày... bây giờ ngoài chợ thì nó đang bán gì vậy nội? Thì bán đồ nè. À. Mà bán... đồ mình mua của họ mình bán lại. Mua bán lại. Mình... một ngày mà nếu mà nội trừ hết chi phí thì nội lời được khoảng bao nhiêu? Ngày chắc là kiếm 100 ngàn. Ít dữ vậy nội. Đồ này về đâu có giá gì nhiều. Dạ. Cái rau mình mua của họ mình bán lại. Dạ. Bữa nay nội biết âm lịch là bữa nay bao nhiêu chưa nội? Âm lịch thì không rành. Dạ, không rành. Nhưng mà nội có biết là gần tới Tết chưa? Gần tới Tết rồi, nay à. 11 mình rồi. Dạ. Mà, thường thường mà tới Tết mà nội mua gì? Nơi tới Tết thì mình treo vui, bà mình cúng ông bà vậy ra. Dạ. Chứ đâu có già nhỏ con cháu ít. Dạ. Vậy là giờ nội ở với ai? Nội ở với thằng cháu nội. Dạ. Và thành ra là ngày cố gắng đi bán vậy đó ha. Mà được cái sức khỏe của nội là quá quý luôn. Dạ, nội chạy, nội đi mà con chạy theo không kịp. Con ở đâu con về đây ạ? Con thì ở đây, con cũng ở Việt Nam thôi. Việt Nam. Nhưng mà hôm nay con chia sẻ với nội nha. Dạ, nội cảm ơn. Dạ, hôm nay thì nhân dịp năm mới cũng sắp tới. Con thay mặt anh Chí là một nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Con lấy về. Dạ, có phần lì xì. Anh ấy gửi cho con để tặng cho nội. Là con nghe ở bà anh nó không về để gửi cho con. Dạ đúng rồi. Tại vì gửi đến những hoàn cảnh lớn tuổi. Người con quê ở đây thì qua bệnh rồi. Dạ, anh quê. Ấy ở quê Sài Gòn. Còn con quê đâu? Con thì quê Vĩnh Long. Vĩnh Long. Dạ, nhưng mà ngày hôm nay con gửi ngoại ở quê Bến Tre. Dạ, thì anh ấy nhân dịp năm mới tặng cho nội một phần lì xì. Rồi nội, cảm ơn con nhiều nha. Với tấm lòng của anh Chí là chúc nội sức khỏe và mua mê bán đắt. Dám còn sống khi nào về gặp nữa. Dạ. Nội chắc sống mấy trăm tuổi à. Dạ. Sống được mấy trăm tuổi rồi hả nội? Ngàn trăm tuổi rồi, mình nghe ông ơi. Dạ. Rồi tao biết bữa nay nội nhận được bao nhiêu không? Đây hả? Dạ. Ở đây là 500. 500. Theo nội số tiền này đối với nội như thế nào? Vậy là quý dữ lắm rồi, mình nghe ông ơi. Dạ. Còn ta giàu thì không rồi, còn này quý. Dạ. Đây. Vậy nội nhắn gửi gì với anh Chí không? Gửi lời cảm ơn anh chứ. Dạ. Hôm nay con thay mặt anh Chí tặng cho nội một cái nghe máy niệm Phật. Rồi máy nghe vậy. Cái máy niệm Phật mừng dữ lắm ạ. À. Mừng dữ lắm ha. Ừ. Con thay mặt anh Chí tặng cho nội một cái luôn nha. Máy niệm Phật mừng dữ. Dạ. Cái bàn thờ đó về có thờ Phật mẫu á. Dạ. Ừ, có thờ Phật mẫu. Chúc nội sức khỏe. Ừ. Dạ, mua may mắn đắt nha. Tấm lòng của anh Chí. Con đi về Bắc Bình à. Dạ. Đi đây có mình à. Dạ. Dạ. Rồi nội với anh sức khỏe nha. Có bà con ai ở đâu có này không? Dạ không. Dạ, dạ. Con không có quen ai hết. Dạ, chỉ có mình à. Dạ đúng rồi. Không có anh em nào hết. Dạ đúng rồi. Rồi dạ. Thôi con chào nội nha. Dạ, cảm ơn nhiều nha. Dạ. Dạ con chào nội. Nội nội bán gì vậy nội? Bán lá dừa. Dạ nội cho con xem mặt cái được không? Dạ. Nội năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ. Bây giờ sức khỏe nội như thế nào? Cũng nằm yếu. Yếu. Dạ. Rồi lá dừa bây giờ một cái là nó bán bao nhiêu? 5.000 cái. Dạ. Rồi một buổi chợ này nó bán được bao nhiêu cái? Có 20-30 cái. Dạ. Vậy một ngày mà trừ hết chi phí luôn là nội còn lời được bao nhiêu? 20-30 ngàn. Dạ. Một cái là so ra lời được có 1.000 ha. Dạ đúng rồi. Tiền lá dừa rồi tiền nếp rồi chưa kể tiền công đi bán nữa. Dạ. Bây giờ gần Tết rồi không biết là nội có chuẩn bị gì cho Tết chưa? Chưa. Dạ. Chưa gì hết á. Dạ. Dạ. Hôm nay thì con chia sẻ với nội nha. Nhân dịp năm mới sắp tới, con thay mặt anh Chí, một nhà hảo tâm ở tại Mỹ nha, sẽ tặng cho nội một phần lì xì nha. Năm mới thì cũng ít đồng nhiều. Anh Chí chúc nội sức khỏe và mua may bán đắt nha. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Nội nhắn gửi gì với anh Chí không? Không biết nói gì đâu. Dạ. Nội cho con hỏi nội bên đạo gì? Đạo Thiên Chúa. Dạ. Rồi nội với anh sức khỏe. Dạ con xin phép cho nội nghe. Cảm ơn thằng Quân. Cảm ơn thằng Quân nha. Dạ. Mà năm nay nhiêu tuổi rồi? 81. Dạ. Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Cao rồi quá. Cao đây quá. Dạ. Bây giờ một ngày ngoại bán được bao nhiêu tờ? 70. Dạ. Sao ngoại bán ít vậy? Dạ thì không nổi giò đâu. Dạ. Rồi ngoại biết bữa nay là bao nhiêu âm lịch chưa? Không. Không biết luôn. Dạ. Thường thường thì ngoại có mong tới Tết không? Chứ. Dạ mong. Mong tới Tết đi làm gì vậy ngoại? Tết là mừng thôi, mình sống tới giờ còn à, dạ. 81 tuổi rồi. Dạ là mình được thêm tuổi ha. Dạ, nhưng mà ngoại có mong tới Tết để gặp con cháu cũng... cháu gì vui vẻ. Dạ. Mà thường thường mà Tết thì ngoại sẽ mua cái gì?
Dạ. Không có tiền mua gì hết. Dạ không có tiền mua gì hết. Còn nếu có tiền ngoại mua gì ngoại nói con nghe đi. À? Nếu ngoại có tiền ngoại mua gì? Dạ con không biết mua gì. Không biết mua gì đâu. Dạ rồi. Nhưng mà ngoại thích cái máy nghe giảng pháp phải không? À. Dạ con nhìn ngoại là con thấy ngoại hỏi cái đó rồi. Thì hôm nay con chia sẻ với ngoại ha. Bữa nay là 11 tháng chạp rồi. Thì cũng không còn bao lâu nữa thì đến năm mới rồi. Thì con thay mặt anh Chí, một nhà hảo tâm ở tại Mỹ, sẽ có phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho ngoại. Dạ. Thì của ít đồng nhiều nha ngoại. Dạ. Thì năm mới anh ấy muốn nhắn gửi với ngoại là giữ gìn sức khỏe và mua may bán đắt nha. Dạ cảm ơn. Dạ. Cảm ơn nhiều. Mày nhắn gửi với anh Chí không? Dạ. Còn mặc ơn là cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Ngoại biết ngoại nhận được bao nhiêu không? Không biết. Anh Chí tặng cho ngoại 500.000. Dạ. Dạ. Nhà ngoại ha. Dạ. Dạ. Với anh Chí sẽ tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng kinh Phật. Dạ. Ha. Dạ. Bán số giờ còn nhiều quá cũng đầu rồi. Dạ. Còn mình gán bán nha ngoại. Ngoại lấy giùm con một cái đi ngoại. Dạ ở trong cái ba lô con. Rồi ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Dạ cảm ơn. Dạ. Nhắn lại thăm cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn ngoại. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 21 tháng 1 năm 2024. Tính theo âm lịch bữa nay đã là 11 tháng chạp rồi cô chú anh chị. Là một trong những cái khoảng thời gian mà cận Tết mà gần như là người người nào cũng nô nức đang chuẩn bị mà tất bật về công việc của mình để có thêm thu nhập, để đón một cái Tết mà ấm no, đầy đủ hơn, để đón người thân ở xa gia đình trở về quê hương. Thì ngày hôm nay chia sẻ luôn với cô chú anh chị, em lại tiếp tục thay mặt tấm lòng của anh Chí Nguyễn là một nhà hảo tâm ở bên Mỹ đã rất là nhiều lần hỗ trợ cho bà con khó khăn ở tại Việt Nam. Thì em còn giữ của anh ấy là 13.900.000, kèm theo đó là 300 cái máy giảng pháp nghe pháp của thầy Thích Nhuận Đức ở chùa Hộ Pháp. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay em tiếp tục sẽ thay mặt thầy ấy để dùng số tiền của tiếp tục thay mặt anh Chí để dùng số tiền của anh Chí để hỗ trợ cho bà con khó khăn, để cho bà con khó khăn trong cái dịp xuân này đón được mùa xuân nó đầy đủ và nó ấm áp hơn, ấm lòng hơn về mặt tinh thần cũng như về mặt vật chất của chú anh chị ha. Bây giờ thì em sẽ mời cô chú anh chị cùng đi một cái ngôi chợ chung với em ở tại khu vực này. Khu vực này là em đang ở tại ở đâu ta? Em xem em nhìn chưa ra lắm. Thì cô chú anh chị thấy ha, nếu mà đi cái hướng này á, là cô chú anh chị về huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre nè. Đi ngược về đây á, là về huyện Bình Đại. Ở đây hình như là ở tại xã Lộc Thuận thì phải. Ấp Lộc Sơn, xã Lộc Thuận. Thời điểm bây giờ thì cô chú anh chị thấy là đường đang chuẩn bị được nâng cấp á. Thành ra là nó cũng hơi bụi một tí. Lâu rồi không chắc không mời cô chú anh chị cùng đi chợ chung với em. Nên đi chợ lại thấy nó cũng hơi bỡ ngỡ. Tại nó đi chợ là phát lì xì. Mấy lần trước, mấy video trước thì em đi chợ để mua gạo. Tới chợ này cô chú anh chị. Chợ Lộc Thuận.
Đây là một cái ngôi chợ cũng như là hấp xã thì cũng tương đối nhỏ thôi cô chú anh chị. Đây là bán gạo, ngoài bán chuối nữa. Để hướng này. Dạ, con chào cô. Cô bán vé số hả? Dạ. Dạ, cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Sao năm tới, sao năm dài, sao năm tuổi. Dạ. Mà cháu bị lõng xương bên đường, đi nó gãi giò, gãi tay cô, yếu lắm. Dạ. Đi phải có mà chị dắt lên. Dạ. Xe khúc kích cháu, mình để ngoài kia. Dạ. Bởi vì bác sĩ không cho cháu đi qua. Dạ. Cầm thương. Dạ. Nó sụm giờ nào tại cái cổ giò của cô nhỏ quá. Dạ. Ừ. Mà sao còn hội góp y còn y còn hội sao vậy, đặng chi vậy? Dạ. Ừ. Anh chỉ thấy cô Sáu nói chuyện hơi bị khó khăn hả? Sao bị lật xe té gãy tay rồi tinh thần nó bị mất đi con. Dạ. Tại cuộc sống mình không có anh. Dạ. Nó cũng sụp tinh thần. Dạ. Bây giờ sao cô... Dạ. Sao nguyện ước khi nào có cái gì vậy con? Dạ. Từ thiện muốn cái gì con? Cho gạo cháu. Dạ. Sao muốn gạo trong cái dịp Tết này phải không? Ừ. Bây giờ gần Tết thì một ngày sáu quán được bao nhiêu tờ? 30 tờ. Ủa? Được 30 ngàn. Dạ, sao ít dữ vậy? Sao đâu có đi. Sao dạ. Ngồi đây sao mời. Dạ. Kệ con ơi. Mỗi người mỗi nghiệp con. Ngày xưa Sáu bán hủ tiếu bún riêu bánh xèo. Dạ. Phở bò bún bò đắt lắm. Dạ. Mà khi 3 năm nay nó đã xuống rồi thì dạ. Nó không thấy. Dạ. 8 giờ chị dắt về nằm trên võng, không có nằm trên giường. Tới 6 giờ chiều Sáu mới được lên giường nằm cái lưng nó ngay. Dạ. Bị gì nó dôi cuộc sống á con. Dạ. Cháu đi mấy lần trên nhà thương không? Bắn thuốc xi măng vô con. Yeah. Mỗi một lần 4 triệu. Yeah. Mà một năm 3 lần con. Dạ. Cháu tin, cháu xin tiền người ta con. Mạnh. Yeah. Quên ấy, Mạnh Thường Quân hay gì con. Yeah. Người này cho vài chục, cho vài chục. Một. Yeah. Năm đi 3 lần con. Yeah. Rồi hôm nay thì con chia sẻ với Sáu nha. Sáu biết bữa nay là cũng chuẩn bị là sắp tới xuân chưa? Dạ. Chắc sắp tới. Dạ. Tại ngày qua người ta hứa cho cháu mấy cái gạo của con. Dạ. Cho cháu ăn Tết. Dạ. Tại vì rằm tháng giêng người ta mới từ thiện, người ta mới cho. Dạ. Mà Sáu nằm nhà Sáu chợ không có gạo ăn. Dạ. Ghi tiền thuốc đó con. Dạ. Ừ. Dạ là gà bán vậy đó Sáu ha. Ừ. Hôm nay thì con chia sẻ với Sáu nha. Hôm nay thì nhân dịp cũng sắp đến Tết rồi thì con cũng thay mặt một anh nhà hảo tâm ở Mỹ, đó là anh Chí, để có phần lì xì nho nhỏ tặng cho Sáu nha. Dạ. Sao cũng không biết gì hơn. Dạ. Cháu chúc con gia đình vạn sự như ý. Dạ. Mạnh khỏe, tiền vô như nước sông Đà. Dân trăng của nhạc con không có ở một quê. Yeah. Ý sao nói cha mẹ đẻ của con không có ở chứ. Yeah. Mà đi qua rồi nhà nhờ cái xăng gương mặt nhờ bộ Sơn Đình. Yeah. Hai bên Sơn Đình mô rộng. Yeah. Đầy đủ miệng càm cùi bánh mì, miệng môi dẻ tạm. Con không ở một chỗ nhưng mà tâm con vai nở ngang ngực nở. Con không có làm phước trong tâm, làm như con là cái gì. Yeah. Con không có căng dứt. Hôm nay con thay mặt anh Chí ở Mỹ tặng cho Sáu một phần lì xì, đó là 400 ngàn. Ừ. Cháu. Yeah. Cảm ơn con anh con. Dạ. Yeah. Cháu nắm tay con. Dạ. Yeah. Dạ tự như ý nghe con. Cảm ơn Sáu. Bà Sáu cho con hỏi là mình bên đạo gì? Đạo Phật con. Dạ. Yeah. Sáu có thích nghe máy giảng pháp, máy giảng kinh không? Giảng. Yeah. Kinh. Dạ. Máy nghe máy giảng pháp rồi máy niệm Phật á. Thích con. Thích nha. Mà con phải chỉ Sáu hơn. Con xin anh Chí ở Mỹ tặng cho Sáu một cái máy luôn nha. Ờ, máy nghe kinh Phật.
có băng trong này hả? Dạ, con có trong đó okay. Hết mình mở ra cái con dạ, đó, nó mở ra là mình sẽ nghe giảng pháp và mình sẽ niệm Phật mỗi khi 16 đau nhất ha. Năm mới Thành Chí ở tại Mỹ tặng cho Sáu, chúc Sáu phục hồi sức khỏe trong năm mới nha. Và mùa mai bán đắt hơn nữa nha. Không, dạ. Ngồi chỗ vậy, khi đi bên đây có cái dạy dựng bên dạ. Đây con, khi nào con về con nhớ ghé đây hội thăm nhà bà Sáu bán vé số á. Dạ. Người ta chỉ con ghé thăm Sáu nha. Dạ rồi, dạ, dạ. Rồi con tạm biệt Sáu nha. Dạ. Dạ, con xin phép con đi nha. Rồi con. Dạ. Chúc mừng con ăn con. Cảm ơn Sáu. Mừng chứ con có dạ. Mua thuốc, mua đồ hả con? Dạ. Rồi, con chào Sáu. Con đi coi chị con. Đó hả? Ê đó hả? Nè, nè, chị. Cái nhỏ này đi. Dạ. Dạ, con chào cô. Cô ơi, cô bán gì vậy cô? Dạ, bán đồ thằng Bông, mua đồ của người ta bán lại. Dạ, cái này mua đi bán lại hả cô? Dạ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, sinh năm 61. 61, vậy là cô cũng 63 tuổi rồi ha. 63, 64 rồi. Một ngày mình nếu cô bán cái này cô trừ hết chi phí thì mình lại được khoảng bao nhiêu cô? Dạ, bán hết buổi chợ mà bán hết đồ thì lại được chừng 40-50 ngàn. Dạ, bữa nào ế rồi thì... Vậy là ít vậy đó hả cô? Dạ, bị gì mua cán chút bán hả? Dạ. Gian hàng của cô cũng có bao nhiêu tay thôi? Có nhiều dạ. Rào đây. Chú này ở, dạ. Ở thành phố xuống rồi vậy? Dạ không, con ở Vĩnh Long. À, cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Dạ. Cô cho con xem mặt cái đi. Dạ, cô năm nay bao nhiêu rồi? Dạ, 3. Dạ, cô bán gì vậy cô? À, rồi một hộp dịch là cô bán hay ai bán? Của người này. Vậy là cô bán giùm á ha? Dạ. Dạ. Rồi, hôm nay thì con chia sẻ luôn với hai cô nha. Thì nhân dịp năm mới cũng sắp tới rồi. Con hôm nay con thay mặt anh Chí, một nhà hảo tâm ở tại Mỹ, có phần lì xì nho nhỏ tặng cho hai cô. Chúc hai cô năm mới ha. Cô không muốn nhận hay sao? Không nhận ha. Dạ rồi, về con tặng vô đây. Cho bà đó đó. Dạ. Hôm nay thì con sẽ thay mặt anh Chí ở Mỹ. Dạ, thì tặng cho cô một phần lì xì ha. À, của ít lòng nhiều nha. Ờ, cho bà bé nhỏ đó, đó. Chúc cô năm mới sức khỏe và mua mai bán đắt. Dạ. Cô cũng chúc con dồi dào sức khỏe. Năm mới thôi. Cảm ơn cô. Đó là tấm lòng của anh Chí ở Mỹ tặng cho cô. Dạ. Cô cho con hỏi cô bên đạo gì? Dạ, Đạo Phật. Dạ, từ đó tới giờ cô có máy nghe pháp hay máy giảng kinh không? Ờ, nhà không có máy đâu nghe. Con xin anh Chí tặng cho cô một cái nha. Dạ. Dạ, rồi chúc cô sức khỏe và mua mai bán đắt trong những ngày giáp tới sắp tới. Dạ. Rồi, con chào cô nha. Dạ. Cái bà đó cái số này nè. Đó, cái bà đó số mẫu trên cái băng đá đó. Được đó, cái bà đó được rồi đó. Bác gì vậy? Dạ, cảm ơn chị. Cũng như đi giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn không thành được đó. Dạ. Dạ. Hình như chắc nội cũng lớn tuổi rồi phải không? Nội năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 69. 69 ha. Nội đang bán gì anh nội? Hơi hẹp ngồi đây một tí. Dạ, bây giờ một cái này là một chục là nó bán bao nhiêu? 20 ngàn. Có 20 ngàn hả? Mà tốn lá chuối với bột nữa. Có 2 ngàn cái hả? Một ngày mà nếu mà nó bán rồi trừ hết chi phí thì nó lời được khoảng bao nhiêu? Lời 30 ngàn. Giờ ít vậy đó hả? Dạ, mà nó bán gì thì nó có lo cho ai không? Không có lo cho ai mà lo cho mình. Dạ. Dạ, lợi ích quá trời luôn. Đúng là chợ quê có khác luôn á. Ừ, chợ dạ. Quê khác. Mấy ngày này gần Tết thì nó có chuẩn bị gì cho gia đình mình chưa? Cái đón năm mới chưa? Dạ, chưa mua gì hết hả? Nếu mà theo nội thì nếu mà nội có thu nhập thì nội sẽ mua gì trong năm mới? Chưa có đủ tiền mua năm mới. Dạ, nhưng mà thường nội mua gì trong cái dịp Tết á? Tết không mua gì. Ừ, mua gạo, gạo đồ ăn thôi. Dạ, chủ yếu là gạo thôi ha. Gạo. Dạ. Hôm nay thì chia sẻ với nội nha. Nhân dịp năm mới sắp tới, con thay mặt anh Chí, một nhà hảo tâm ở tại Mỹ, có phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho nội nghe. Năm mới của ít lòng nhiều.
chúc nội năm mới sức khỏe. Dạ, để cho bà này đi, bà cũng khổ mà chết. Nội nhắn gửi gì với anh Chí không? Người đã lì xì cho mình. Cảm ơn. Dạ. Nội cho con hỏi nội bên đạo gì? Đạo Phật. Dạ, từ đó tới giờ nội có máy nghe pháp, máy giảng kinh gì không? Có. Có ha. Rồi nội với anh sức khỏe nghe. Dạ. Ngoài bán vé số hả ngoài? Con số. Ngoài năm nay nhiêu tuổi rồi ngoài? Năm em tuổi Tý. Tuổi Tý là bao nhiêu ngoài? Sao bà? Một ngày mình bán được nhiêu tờ vậy cô? Tâm tờ mà bữa nào bệnh thì nghỉ, bữa nào khỏe thì bán. Dạ, là mình đi không nổi hay sao cô? Bao giờ đau hai này nè. Dạ, hai cốp gói nha. Dạ, mà bây giờ gần Tết thì cô chuẩn bị gì? Dạ, giờ có tiền yêu cầu mua gạo, mua dầu ăn, nước tương thôi. Dạ, chỉ cần nhiêu đó thôi. Dạ. Không cần gì hết, tại nhà có thằng ăn chay á. Dạ. Mà ở đây thì một năm thường thường người ta có tặng từ thiện cho cô nhiều không? Lâu lâu mới có một lần chứ không có, không có thường. Tại do ở đây người ta ít làm từ thiện thấy không? Chắc có lẽ là thu nhập bà con cũng ít, nên cũng hơi khó khăn. Dạ. Hôm nay con cũng thay mặt anh Chí. Thì nhân dịp năm mới sắp tới ha. Anh Chí cũng tặng cho cô một phần quà nha. Dạ. Cảm ơn nhiều. Nhỏ nhỏ nha. Dạ. Cô ít làm nhiều. Dạ. Năm mới chúc cô sức khỏe. Cảm ơn nhiều. Dạ, mua mai bán đắt nha. Cô nhắn gửi với anh Chí không? Cảm ơn. Dạ. Dạ. Mình bên đạo gì vậy cô? Phật. Dạ, từ đó tới giờ cô có máy nghe kinh hay máy giảng pháp không? Nhà có thằng niệm tốt hai niệm Phật chứ không có cái đó. Dạ rồi, con xin anh Chí sẽ tặng cho cô một máy nha. Dạ. Để khi nào mà cô muốn đau nhất đó, thì cô có thể là nghe kinh hay niệm Phật nha. Cô lấy giùm con một cái đi cô. Dạ rồi. Cảm ơn. Dạ, cô giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, vậy là niệm Phật ơi. Dạ, ủa cô không có hả? Không có. Sao nãy cô nói cô có? Có đây. Đây cô lấy con một cái đi cô. Dạ rồi. Qua rồi nè, mẹ có bán. Hả? Qua bán cái đâu? Qua bán đây dưới đầu, ngồi đây dưới đầu. Bà khỏe không? Bà khỏe không? Bà khỏe không? Bà khỏe không? Dạ. Bà tiền cả. Ngồi đây. Đó. Dạ, cô chào nội. Dạ. Dạ. Không có nhà ở luôn nha. Dạ. Ở nhà trọ thì lại. Năm nay nhiêu tuổi rồi nội? 73. Bây giờ sức khỏe nội như thế nào? Giờ đi không nổi luôn á, đi vô cà đơ á. Dạ. Đi ngày cà đơ. Ngày trước thì nội bán cái gì nội? Không có bán gì đâu, không có cây dừa nè. Con á lâu lâu gọi cỡ 500 ạ. Dạ. Giờ là coi như là hoàn cảnh khó khăn lắm hả nội hả? Con ơi. Dạ. Đi chợ mua bậy bạ tương cho vậy. Giờ sức khỏe nội như thế nào? Thì cũng mệt hoài à. Bệnh hoài mệt hoài. Chết xuống sống à. Yeah. Mua thuốc vô thì hết mệt, không uống gì mệt. Mà đèn đâu mua thuốc. Dạ. Giờ con về nó mua cho tiền. Dạ. Có vợ chồng hết trơn. Dạ. Hôm nay thì con chia sẻ với nội nha. Ừ. Bây giờ nó biết bữa nay là bao nhiêu âm lịch chưa? Bữa nay hình như hồi nãy nhỏ cháu nội nó gỡ hình như 21 rồi đây. Dạ. Còn âm lịch là bao nhiêu nội? Âm lịch thì hôm nay mùng 1. Dạ, 11. Mùng 1 tháng chạp. Dạ. Nãy mà là... nội có mong Tết không? Thôi con ơi, ở không có tiền bạc mà ở cái gì mong cái gì. Dạ. Không có tiền bạc. Nuôi nội cháu nội cháu cố. Dạ. Mẹ nó có chồng bỏ. Dạ. Đẻ ra thì nội nuôi tới lớn, giờ đi học nó đi ở hai bà cháu. Dạ. Tết là gần như là nó chỉ là niềm vui của người giàu thôi. Không chia con không ham. Dạ. Nhưng mà là gánh nặng của người nghèo. Thôi. Rồi, hôm nay thì chia sẻ với nội nha. Nhân dịp mà năm mới sắp tới, con thay mặt anh Chí ở tại Mỹ có phần lì xì nho nhỏ tặng cho nội. Cụ ích làm nhiều. Nội cảm ơn. Năm mới chúc nội sức khỏe đầm ấm hơn với gia đình của mình nha. Nội cảm ơn con. Dạ. Đâu, bây giờ có cái bà bên kia nội, bà nội bên đạo gì vậy nội? Đạo là đạo Phật. Dạ, từ đó tới giờ nội có máy nghe kinh, máy giảng pháp không? Có mua cái máy gì đọc khỏi cộp cơm á, đọc kinh. Dạ, cái đó thì chỉ niệm Phật thôi. Con hôm nay con xin anh Chí ở Mỹ tặng cho nội thêm một cái máy giảng pháp nha. Dạ. Rồi nó lấy giùm con đi nội. Ở đâu? Ở trong đó. Đây hả? Dạ. Chúc nội sức khỏe nha. Cảm ơn con nha. Dạ. Đi chợ tới đây ngồi thấy không? Không mệt lắm. Dạ. Hai nó vô ông kính đỏ. Dạ. Rồi sao con chờ nội nha. Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ. Ôi cái hổm à, cái này nè, hổm bán à, cho bà con đưa hai tấm. Đó, như cô kêu con phải không? Đâu, nó
Dạ. Cậu bên kia có chị Dương chỉ giờ chỉ tay biến chứ không đi được, mà bây giờ tôi chuyển nhà cậu qua bển cái thiệt về tay tôi cũng ưu xin từ thiện cho chị lắm. Dạ. Cậu có gì cho tôi gửi cho chị. Tôi thông cảm giùm con, tại con không có vô nhà được. Dạ. Cô thông cảm con ha. Cái mấy quần áo. Cái loại này là cái loại giải tốt cho nên không có gì hết. Bác này không thấy đường của chú chị rồi. Dạ, con chào bác. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? 60. Bác cho con xem mặt cái đi. Dạ, bác hình như bác bị bẩm sinh hả? Bẩm sinh đó đó dạ. Là bác không thấy đường luôn. À. Nhưng mà mình có hai con ngươi trong mắt không bác? Có chứ. Dạ có ha. Dạ, rồi từ đó giờ là mình đi sinh vậy đó hả bác? Chứ không mạnh gì đơn giản. Dạ, rồi bác có gia đình không? Có vợ, có con, vợ chết rồi. Dạ, nhưng mà con của bác thì có thấy bình thường không? Bình thường nó bán số đó. À, thì bán số ha. À, bác được mấy người con? Có người. Dạ, một ngày mà sinh như vậy thì bác được khoảng bao nhiêu bác? Thiếu sống. Dạ. Bên đây có người nữa nè. Dạ, hôm nay thì con chia sẻ với bác nha. Bữa nay thì nhân dịp cũng năm mới cũng sắp tới rồi. Yeah. Con thay mặt anh Chí, một nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Yeah. Có phần lì xì nho nhỏ tặng cho bác nha. Yeah. Của ít đồng nhiều. Yeah. Anh Chí mong bác giữ gìn sức khỏe. Yeah. Và vui vẻ trong cái Tết này. Yeah. Bác gờ thử xem bác biết được bao nhiêu không? Không, nói biết chứ không nói. Dạ. Yeah. Bác nhận được 400 ngàn. Dạ. Yeah, dạ. Yeah. Yeah. Yeah, bác nhắn gửi với anh Chí không? Thông cảm cho bà mạnh khỏe đi. Cảm ơn bác. Bác ơi, con hỏi cái này, cái bác có bên đạo gì không? Đạo Phật chứ không có. Dạ. Đồng gì. Mà từ đó tới giờ bác có máy nghe Pháp hay máy niệm Phật không? Có, ít đó, ít bác đó. Ít bác nha, rồi. Dạ, bác. Dạ, thôi bác giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, rồi, chào khỏe luôn á. Chúc bác sinh được nhiều hơn nữa ha. Dạ, dạ. Dạ. Con chào bác. Chị này cũng có tật anh. À, chị có tật. Dạ rồi, chào chị. Chị tên gì? Em tên Vốn. Vốn? Dạ. Dạ. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị Vốn? 43 tuổi. Dạ. Chị có bao nhiêu người con? Không có con. À, chị có gia đình không? Không. À, chị có gia đình. Rồi chị bị tật ở chỗ nào? Hai cái chân. À, là sanh ra chị bị hay như thế nào? Sanh ra bị. Dạ. Bây giờ một ngày là chị bán được bao nhiêu tờ? 50 tờ số. À, sao chị bán ít dữ vậy? Tại ngồi có chỗ á. Dạ, rồi mình đi không được hay sao ạ? Đi được nhưng mà đi khó khăn lắm. Dạ, đâu đâu chị đứng vậy, chị cho em xem vài bước đi của chị một cái nha. Dạ. Đúng vậy, đi vô. Vậy là chị đứng thẳng không được luôn á hả? Vậy là không cái chân vậy đó ha. Rồi thôi chị ngồi đi, em hiểu rồi. Dạ, rồi sáng giờ chị đốt nhang hả? Dạ, đốt dạ, giá em đệ chị giá sao chị nói nghe chứ? Giá em đệ phù hộ cho con rất đáng vậy thôi. Dạ. Dạ, bây giờ hiện tại là chị đang ở với ai chị Vốn? Ở với mình nè. À, chị không có cha mẹ chị đâu? Mẹ ở Bình Đại á, nhà này có mình nè. À, dạ. À, chị ấy đốt cái nhang này cô chú anh chị. Dạ, bán mấy tờ số. Dạ rồi, thì hôm nay thì chia sẻ với chị nha. Nhân dịp năm mới sắp tới, thường thường nếu mà năm mới thì chị sẽ muốn mua cái gì? Cũng như mua gạo, nước mắm, đường bột ngọt thì bỏ ăn mấy ngày Tết. À, vậy là chỉ cần ăn như đó thôi, không mua dưa hấu, không mua bánh mứt gì hết hả? Bánh mứt nhà làm rồi có. Ồ, vậy hay vậy. Dạ, hôm nay thì em sẽ thay mặt anh Chí là một nhà hảo tâm ở Mỹ sẽ tặng cho chị phần quà nhỏ nhỏ nha, của ít lòng nhiều. Anh Chí chúc chị năm mới phục hồi sức khỏe. Cảm ơn. Dạ, mua mai bán đắt. Dạ. Chị nhắn gửi với anh Chí không? Cho em không biết nói gì hết, cho em gửi lại cảm ơn anh đó. Dạ, dạ rồi, rồi cảm thôi cảm ơn chị nha. Thôi rồi, bên đây đông một cách bất ngờ luôn cô chú anh chị. Rồi để em dán em đi cho hết nha. À, đây có một bà ngoại. Dạ, con chào ngoại. Ngoại, ngoại bán gì không ngoại? Dạ, ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? 62. 62 bằng cô thôi ha. Dạ, một ngày cô bán được bao nhiêu tờ cô? 100 vé. Dạ, mà hình như con thấy con mắt bên đây của cô còn thấy đường không? Hư à.
Dạ, nó hư mất bên trái rồi. Dạ, vậy là một ngày cô lại có 100 ngàn. Dạ, mà ngày nào bán cũng hết không cô? Dạ, nhưng mà cô bán ở trong chợ thôi hay cô có đi vòng vòng không? Có khi về đi lên quán cơm bán chừng vài chục ghế. À dạ. Vậy là bán được mấy cái cải này là của cô hay là của người kia? Giờ mình chỉ bán vé số thôi ha. Dạ. Thì bây giờ gần Tết sắp tới rồi, cô có chuẩn bị gì cho mình chưa? Có rồi. Dạ, cô mua gì rồi? Có thằng nhỏ nó mua đồ đem về. Dạ. Hôm nay thì con chia sẻ với cô nghe. Nhân dịp năm mới sắp tới, con thay mặt anh Chí ha, một nhà hảo tâm ở tại Mỹ, có phần lì xì nho nhỏ tặng cho cô. Dạ, của ít đồng nhiều. Năm mới chúc cô giữ gìn sức khỏe và mua mai bán đắt. Dạ, cô nhắn gửi gì với anh Chí không? Chí nào? À, anh Chí ở Mỹ người tặng cho cô. Gửi cho nói với nó là chúc nó sức khỏe nhiều, dồi dào sức khỏe cho nó bằng ăn phát đạt nữa. Dạ, cảm ơn cô. Rồi chúc cô may mắn mắt nha. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Dạ. Em đi hướng bên đây trước kìa. Em đi hướng Đập Đông trước. Sớm này bán nhiêu bịch chú? 2 bịch 35 ngàn. Dạ, 2 bịch 35 ngàn. Dạ. Vậy là khoảng 18 ngàn, 17 ngàn 500 bịch. Nó bán lẻ cây thì 18. Dạ. 18 chứ đâu có cả 500. Dạ. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay là 62 tuổi. Bác cho con xem mặt cái được không? Dạ được. Dạ. À, cái này là bác mua đi bán lại hay là đồ? Dạ mua, dạ mua đi bán lại. Dạ. Một ngày mà nếu mà bác bán hết cái mâm này thì mình lời được khoảng bao nhiêu bác? Chắc khoảng 200 ngàn. Dạ. Dạ. Mà trừ bác trừ chi phí ra chưa? Chưa. Dạ. Nếu mà trừ ra thì còn bao nhiêu bác? Đây thì nếu mà mình khoảng 50 ngàn ha. Ít dữ vậy hả bác? Ừ. Bởi vì mình chạy xăng rồi mình đi trưa về rồi. Dạ. Về nhà ăn cơm. Dạ. Dạ. Rồi bác bán như thế này thì chuẩn bị Tết sắp tới bác có chuẩn bị gì cho gia đình chưa? Dạ chưa. Dạ. Theo bác bán ngày nào ăn ngày nấy. Dạ. Theo như bác thì nếu mà bác có một cái phần tiền thì bác sẽ mua gì trong dịp Tết này? Thì về cũng mua này quà trước hết cũng cho cha mẹ rồi sao nữa rồi. Dạ, rồi con cái. Dạ, dạ, ăn trong nhà vậy đó, dù dạ. Có. Dạ. 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 Thì hôm nay chia sẻ với bác ha. Dạ. Con thay mặt anh Chí. Dạ. Một nhà hảo tâm ở Mỹ nha. Dạ. Thì nhân dịp năm mới sắp tới, anh ấy có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho bác. Dạ. Của ít lòng nhiều. Dạ. Chúc bác năm mới sức khỏe và mua mai bán đắt nha. Dạ. Dạ cũng cảm ơn chú nhiều. Dạ. Dạ. Bác nhắn gửi với anh Chí gì không? Thì thôi bây giờ thì gửi anh Chí gửi lại chúc anh Chí được nhiều sức khỏe. Cảm ơn và bác. Ăn được. Chúc bác có một cái Tết nó đầy đủ hơn. Dạ dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Cho nó bệnh tâm đi, nó là bệnh khùng đó, nó lang thang á, tội nghiệp nó. Dạ. Cho nó bị 50. Chị này bị bệnh hả? Ờ, bệnh khùng. Dạ. Đi. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm mấy tuổi? Năm mấy? Bốn mấy, năm mấy rồi. Dạ. 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 Cô có gia đình không? Không. Không. Dạ. Cô biết là tại vì nó tên giữa nhà tôi trước đây. Dạ, là bị lang thang ha. Rồi thôi anh Chí ở Mỹ ha, cho chị một phần nha. Của ít lòng nhiều nha. Dạ. Nó lang thang cha mẹ không còn. Dạ, nói chung bị bệnh thì nên mình cũng không có chấp. Dạ. Ở đây thì cô chú anh chị thấy người ta chỉ bán ở dưới đất là nhiều ha. Lâu lắm rồi mà em mới đi một. Dạ. Rồi chúc chị mua mai bán đắt năm mới. Lâu lắm rồi em mới đi một cái ngôi chợ mà chắc có lẽ là em đi đúng thời điểm hay sao nó đông như thế này á.
Đó, ngoại 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 qua con mua tắt cho ngoại. Ngoại ngoại. Đó ngồi đó, ngồi đó chút xíu nha. Trời ơi. Ngoại đi nhanh quá ngoại ơi. Trời ơi. Ngoại. Đứng lại ngoại ơi. Ngoại ơi ngoại. Dạ nội. Trời ơi nội, nó bán cái gì mà nó đi nhanh quá vậy nội? Dạ. Mày đây tôi vậy. Dạ, nó bán chỗ nào? Bán ở đây nè. Dạ, nó bán chỗ nào? Quán gì vậy? Dạ. Dạ rồi, con chào nội. Trời ơi, con mua đồ. Dạ mua. Mà nó đi nhanh quá, con đi không kịp nội luôn. Cảm ơn nha. Nội cho con xem mặt cái đi nội. Lộn ra hả? Dạ. Nội năm nay nhiêu tuổi rồi nội? 86. 86. Bây giờ sức khỏe nó như thế nào nội? Chúc khỏe bao, khỏe trời thật cho bà mạnh chỗ rồi đi bán về sống nè. Trời ơi, chúc mừng nội. Ừ, cảm dạ. ơn. Rồi bây giờ. Anh tuổi đây là phải mạnh chỗ với mình chết hết rồi. Dạ đúng rồi. Cháu tuổi mà. Dạ. Mày... Bây giờ ngoài chợ thì nó đang bán gì vậy nội? Thì bán đồ nè. À. Và đồ mình mua của họ mình bán lại. Mua bán lại. Mình. Ừ. Một ngày mà nếu mà nội trừ hết chi phí thì nội lời được khoảng bao nhiêu? Ngày chắc ngày kiếm 100 ngàn. Ít dữ vậy nội. Đồ này mà đâu có giá gì nhiều. Dạ. Cái rau mình mua của họ mình bán dạ. lại. Bữa nay nội biết âm lịch là bữa nay bao nhiêu chưa nội? Âm lịch thì không rành. Dạ, không rành. Nhưng mà nó có biết là gần tới Tết chưa? Gần tới Tết rồi, nay dạ. 11 mình rồi. Dạ. Mà, thường thường mà tới Tết mà nó mua gì? Nói tới Tết thì mình treo vui, bà mình cúng ông bà vậy ra. Dạ. Chứ đâu có giờ nhỏ con cháu ít. Dạ. Vậy là giờ nó ở với ai? Nói ở với thằng cháu nội. Dạ. Và thành ra là ngày cố gắng đi bán vậy đó ha. Ừ, mà được cái sức khỏe của nội là quá quý luôn. Ừ. Dạ, nội chạy, nội đi mà con chạy theo không kịp. Con ở đâu con về đây ạ? À? Con thì ở đây, con cũng ở Việt Nam thôi. Việt Nam. Nhưng mà hôm nay con chia sẻ với nội nha. Dạ, nội cảm ơn. Dạ, hôm nay thì nhân dịp năm mới cũng sắp tới. Dạ. Con thay mặt anh Chí là một nhà hảo tâm ở bên Mỹ. Anh lấy gì rồi? Dạ, có phần lì xì. Anh ấy gửi cho con. Để tặng cho nội. Dạ con nghe ở bà anh đó không về để gửi cho con. Dạ đúng rồi. Tại vì gửi đến những hoàn cảnh lớn tuổi. Rồi con quê ở đây rồi qua bển đây. Dạ anh ấy ở quê Sài Gòn. Còn con quê đâu? Con thì quê Vĩnh Long. Vĩnh Long. Dạ nhưng mà ngày hôm nay con gửi ngoại ở quê Bến Tre. Dạ thì anh ấy nhân dịp năm mới tặng cho nội một phần lì xì. Rồi nội cảm ơn con nhiều nha. Với tấm lòng của anh Chí là chúc nội sức khỏe và mua mai bán đắt. Dạ con rồi con sống khi nào về gặp nữa. Dạ. Nội chắc sống mấy trăm tuổi nha. Dạ. Sống được mấy trăm tuổi rồi hả nội? Ngàn trăm tuổi rồi mình nghèo ơi. Dạ. Rồi tao biết bữa nay nội nhận được bao nhiêu không? Đây hả? Dạ. Ở đây đây 500. 500. Theo nội số tiền này đối với nội như thế nào? Vậy là quý dữ lắm rồi mình nghèo mà. Dạ. Còn ta giàu thì không đâu, còn này quý. Dạ. Đây. Vậy nội nhắn gửi gì với anh Chí không? Gửi lời cảm ơn nghe chứ. Dạ. Hôm nay con thay mặt anh Chí tặng cho nội một cái nghe máy niệm Phật. Rồi máy nghe vậy. Cái máy niệm Phật mừng dữ lắm ạ. À. Mừng dữ lắm ha. Con thay mặt anh Chí tặng cho nội một cái luôn nha. Máy niệm Phật mừng dữ lắm. Bàn thờ đó về có thờ Phật báu á. Dạ. Ừ có thờ Phật báu. Chúc nội sức khỏe. Ừ. Dạ mua mai bán đắt nha. Tấm lòng của anh Chí. Con đi về Phật Bình à. Dạ. Đi đây có mình nè. Dạ. Dạ. Rồi nội với mình sức khỏe nha. Có bà con ai luôn có này không? Dạ không. Dạ. Dạ. Con không có quen ai hết. Dạ chỉ có mình nè. À. Dạ đúng rồi. Không có anh em nào hết. Dạ đúng rồi. Rồi thôi con chào nội nha. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Dạ con chào nội. Rồi nội bán gì vậy nội? Bán lá dừa. Dạ nội cho con xem mặt cái được không? Em. Nội năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bây giờ sức khỏe nội như thế nào? Cũng nằm yếu. Yếu. Dạ. Rồi lá dừa bây giờ một cái là nó bán bao nhiêu? 5.000 cái. Dạ. Rồi một buổi chợ này nó bán được bao nhiêu cái? Có 20-30 cái. Dạ. Vậy một ngày mà trừ hết chi phí luôn là nội còn lời được bao nhiêu? 20-30 ngàn. Dạ. Một cái là so ra lời được có 1.000 ha.
Dạ đúng rồi, tiền lá dừa rồi tiền nếp rồi chưa kể tiền công đi bán nữa. Dạ bây giờ gần Tết rồi, không biết là nội có chuẩn bị gì cho Tết chưa? Chưa gì hết á. Dạ dạ, hôm nay thì con chia sẻ với nội nha, nhân dịp năm mới sắp tới, con thay mặt anh Chí, một nhà hảo tâm ở tại Mỹ nha, sẽ tặng cho nội một phần lì xì nha. Năm mới thì cũng ít đồng nhiều, anh Chí chúc nội sức khỏe và mua mai bán đắt nha. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, nội nhắn gửi gì với anh Chí không? Không biết nói gì đâu. Dạ, nội cho con hỏi nội bên đạo gì? Đạo Thiên Chúa. Dạ, rồi nội với anh sức khỏe. Dạ, con xin phép cho nội nha. Cảm ơn thằng Quân. Cảm ơn thằng Quân nha. Dạ. Rồi, giúp đỡ cho mình. Đúng rồi, cảm ơn nha. Dạ, dạ con chào nội nha. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hàng bảy tuổi. Chú này bị bệnh ha mấy chị? Bệnh á. À, dạ. Bệnh á. Dạ. Dạ. Nó khổ lắm. Dạ. Nó khổ lắm. Bà ngoại hình như nãy con có gặp ngoại phải không? Chưa gặp hả? Dạ. Khổ lắm tội nghiệp đó. Mình năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? 65. Dạ. Bây giờ một ngày ngoại bán được nhiêu tờ? 200 mấy. Dạ. Bây giờ gần Tết thì ngoại chuẩn bị gì cho Tết chưa? Chưa. Hôm nay con thay mặt anh Chí ở Mỹ nha, tặng cho ngoại phần lì xì của ít làm nhiều. Chúc ngoại năm mới sức khỏe và mua mai bán đắt nha. Dạ. Dạ, ngoài nhắn gửi với anh Chí không? Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Dạ, dạ cảm ơn. Chú khổ lắm chú. Dạ. Anh giờ anh không biết nhiêu hả? Tuổi hả? 27 tuổi. 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ rồi. Thôi anh Chí tặng cho chú một phần lì xì nha. Chú biết tờ này nhiêu không? Anh ta, hoàn cảnh chị khổ. Được, khoan khoan, thông cảm đi em, hỗ trợ mấy người lớn tuổi ha. Dạ, cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 62 tuổi. Dạ, cô đang bán gì vậy cô? Bán bánh bún chí. Dạ, còn một ngày mà cô bán cái này cô trừ hết chi phí thì cô lời được khoảng bao nhiêu? 90 ngàn. Dạ, nhưng mà ngày nào cũng được như vậy không? Không được, có thể người ta nghỉ thì mình không được, tại bỏ mối á, bán được có 10 ký à. Dạ, người này là cháu gì của cô? Cháu. Dạ, cháu nội hay cháu ngoại? Cháu nội. Dạ, thì thôi thì hôm nay thì năm mới cũng sắp tới, con thay mặt anh Chí ở Mỹ tặng cho cô phần lì xì nho nhỏ nghe, cô ít lòng nhiều, chúc cô năm mới sức khỏe và mua mai bán đắt nghe. Dạ vậy cảm ơn. Dạ, hình như nãy cô rất thích kìa cái máy nghe pháp đúng không? Đúng rồi. Dạ, con xin anh Chí tặng cho cô một cái ha, cô lấy giùm con đi. Cái đó quá. Dạ dạ vậy vậy cảm ơn. Dạ, cô giữ gìn sức khỏe. Dạ dạ, con chào cô nghe. Bưởi bán rau. Dạ. Dạ rồi, con chào ngoại. Dạ, ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? 73 tuổi. Dạ, bây giờ ngoại đang bán cái gì vậy ngoại? Nhiêu rau rác. Dạ. Ờ, hình như con thấy ngoại có nhuộm tóc phải không? Đúng rồi đó, bạc hết trơn rồi, không còn cộng nào hết. Dạ. Cái này là rau của ngoại là ngoại mua đi bán lại hay là đồ nhà? Mua đi bán lại. Dạ. Một ngày mà nếu ngoại trừ hết chi phí thì ngoại lời được khoảng bao nhiêu? 20 ngàn. Ít vậy hả ngoại? Ví dụ như 50 có, bữa nào bán đắt cũng được 70-80. Dạ. Bữa nay thì ngoại biết là bao nhiêu âm lịch chưa? Bữa nay ngày âm á hả? Dạ. Tự nhiên ngoại quên, có khi nhớ khi quên. Dạ. Mà ngoại biết là bây giờ là mấy giờ không biết đó. Dạ, bữa nay dưới là 11 tháng chạp. À, dạ. Thì nhớ thì quên. Là ngoại biết là gần tới Tết chưa? Gần biết, gần tới Tết. Dạ, thường thường ngoại nhận biết như thế nào ở ngoài chợ, ngoại biết gần tới Tết? Cũng biết chừng nào Tết đó hả? Dạ, là ngoại bán ở ngoài chợ rồi xong ngoại biết. Biết. Dạ. Dạ. Dạ rồi, hôm nay thì vậy là thường thường mà Tết là ngoại chuẩn bị mua cái gì cho gia đình của mình? À, mình mua... ăn thì mình mua đồ cúng á, mua vịt hay gà và cúng ông bà hay là kia đó, rồi trái cây cái mình trưng lên, dạ, bông hoa đồ vậy đó, dạ, vậy đó. Dạ. Hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nha, nhân dịp năm mới sắp tới, con thay mặt anh Chí, một nhà hảo tâm ở Mỹ, nhà hảo tâm của Mỹ hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Có phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nha, dạ, của ít đồng nhiều.
anh ấy dạ. Dạ. Anh ấy mong muốn là ngoại có một cái Tết nó đầy đủ hơn. Dạ. Sức khỏe rồi được rồi. Dạ. Cảm ơn cái năm, chú đó. Dạ, năm mới thì anh ấy chúc ngoại sức khỏe và mua may bán đắt nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn vậy cháu cô gửi lời thăm cái chú đó nhé. Dạ. Dạ. Ngoại ngoại bên đạo gì vậy ngoại? Ngoại bên đạo Phật hay là đạo Phật? Dạ, từ đó tới giờ mình có máy nghe pháp hay máy giảng kinh không? Cũng có chứ. Dạ có cái máy để nghe không á? Không có. Không có cái máy. Không có tiền à. Dạ. Để mua cái đó mình đi chùa rồi mình nghe người ta mấy ông dạ. sư đồ nói cho mình nghe. Hôm nay con xin anh Chí ở Mỹ tặng cho ngoại một cái. Dạ. Dạ ngoại lấy giùm con đi ngoại. Cái nào cũng được, giống nhau hết. Dạ. Chúc ngoại sức khỏe năm mới nghe. Dạ mua mai bán đắt nha. Cái chú tím nhá. Dạ. Cảm ơn ngoại. Dạ. Dạ, xin phép chào ngoại nghe. Dạ. Con đi tới mỗi chợ vậy đó hả? Hay sao? Dạ đúng rồi. À. Dạ. Rồi con dạ, chào ngoại. Dạ. 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 Có 4 năm. Con này bán lá me nữa. Dạ. Dạ con chào cô. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 70 thôi, con xin phép kêu bằng nội nha. Dạ. Nội ơi, mấy cái này là nội mua đi bán lại hay nội đi hái? Tối ngày đi kiếm tối ngày vậy á. À dạ, là đi kiếm tối ngày để bán ha. Một ngày mà nếu mà nội bán đắt nhất thì nội lời được khoảng bao nhiêu nội? Dạ. Bữa nào mà đắt nhất thì được bao nhiêu nội? Đắt nhất là được 10 ngàn với 2 ngàn với 5 ngàn. Trời ơi, ít dữ vậy đó hả? À dạ. À có nghĩa. Dạ. Mấy cái này là con biết là nội đi hái rồi nè. Cái này là đinh lăng phải không nội? Cái đó là đang đánh đớp. Đang đánh đớp. Như là đó mình bán. Nội này đồ hoàn cảnh là khó khăn lắm luôn á. Bây giờ hiện tại thì nội đang ở với ai? Ở với có chồng có ba đứa con. Dạ. Rồi rồi bây giờ gần Tết thì nội có chuẩn bị gì để đón Tết chưa? Dạ. Này uống nước lấy thảo với ngoại. Dạ, ngoại cho con gì vậy? Mất. Mất này để chị nào ăn được cái gì Mỹ giá. Trời ơi, đó. Bán không có nhiều hết còn cho con nữa. Lấy đi. Dạ, rồi cảm ơn ngoại, cảm ơn ngoại. Ừ. Cảm ơn ngoại. Dạ. Dạ. Thường thường là Tết thì nội sẽ mua gì để mình ăn cùng với gia đình? Có tiền thì năm là con vậy không có tiền mua bậy cá gì về cho ăn. À dạ. Dạ, nội nào đúng là khó khăn thì cô cứ chỉ thôi. Con như đây. Hôm nay thì con chia sẻ với nội nha. Nhân dịp mà năm mới sắp tới, con sẽ xin phép anh Chí, một nhà hảo tâm ở tại Mỹ, có phần lì xì nho nhỏ tặng cho nội ha. Của ít đồng nhiều, để cho nội mua về trái cây, bánh mứt để đón ông bà, hoặc là ăn cùng gia đình của mình trong dịp xuân sắp tới. Con xin phép thay mặt anh Chí tặng cho nội. Dạ. Dạ. Nội cho con hỏi là nội bên đạo gì? Đạo Phật hay đạo Chúa hay là nội? Dạ. Từ đó tới giờ nội có máy nghe kinh, máy giảng pháp không? Không biết. Không biết nha. Con xin anh Chí tặng cho nội một cái máy nha. Dạ. Dạ, qua đợi con chút xíu rồi. Bây giờ có thể là nội chưa cần, nhưng mà khoảng thời gian sau này chắc có lẽ nội sẽ cần đó nha. Dạ. Rồi con xin phép chào nội nha. Dạ. Dạ máy niệm Phật đó ngoại. Mà năm nay nhiêu tuổi rồi? 81. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Đau rồi quá, đau đây quá. Dạ. Bây giờ một ngày ngoại bán được bao nhiêu tờ? À, 70. Dạ, sao ngoại bán ít vậy? Dạ, đi không đổi giờ đâu. Dạ. Rồi ngoại biết bữa nay là bao nhiêu âm lịch chưa? Không biết luôn. Dạ. Thường thường thì ngoại có mong tới Tết không? Mong chứ. Dạ mong. Mong tới Tết để làm gì vậy ngoại? Tết là mừng sao thì mình sống tới già còn à, dạ. 81 tuổi rồi. Dạ là mình được thêm tuổi ha. Dạ, nhưng mà ngoại có mong tới Tết để gặp con cháu. Con cháu gì vui vẻ. Dạ. Mà thường thường mà Tết thì ngoại sẽ mua cái gì? Dạ. Không có tiền mua gì hết. Dạ không có tiền mua gì hết. Còn nếu có tiền ngoại mua gì ngoại nói con nghe đi. Nếu ngoại có tiền ngoại mua cái gì? Dạ con không biết mua gì. Không biết mua gì đâu.
Dạ rồi, nhưng mà ngoại thích cái máy nghe giảng pháp phải không? À. Dạ, con nhìn ngoại là con thấy ngoại hỏi cái đó rồi. Thì hôm nay con chia sẻ với ngoại ha. Bữa nay là 11 tháng chạp rồi, thì cũng không còn bao lâu nữa thì đến năm mới rồi. Thì con thay mặt anh Chí, một nhà hảo tâm ở tại Mỹ, sẽ có phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho ngoại. Dạ, thì của ít đồng nhiều nha ngoại. Dạ, thì năm mới anh ấy muốn nhắn gửi với ngoại là giữ gìn sức khỏe và mua may bán đắt nha. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn nhiều. Mày nhắn gửi với anh Chí không? Dạ còn mắc ơn là cảm ơn nhiều lắm. Dạ ngoại biết mày nhận được bao nhiêu không? Không biết. Anh Chí tặng cho ngoại 500 ngàn. Dạ hả? Dạ ngoại ha. Dạ, dạ. Với anh Chí sẽ tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng kinh Phật. Dạ ha. Dạ bán số giờ còn nhiều quá cũng đầu nữa. Dạ không, mình ráng bán nha ngoại. Ngoại lấy giùm con một cái đi ngoại. Dạ ở trong cái ba lô con. Rồi ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Dạ cảm ơn. Dạ nhắn lại thăm cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn ngoại. À. Nhà chị bán được nhiêu tờ? 500. Cho em xem mặt cái được không? Dạ rồi thì thôi năm mới sắp tới anh Chí tặng cho gia đình mình 10 ký gạo ha. Rồi chúc cô sức khỏe và mua may bán đắt nha. Dạ. Rồi chào cô nghe. Cái bà kia bà xin cái máy niệm Phật à. Dạ được, dạ được. Dạ đây. Dạ. Dạ. Rồi con chào mọi người nha. Cho xin cái máy niệm Phật. Dạ thông cảm giùm con hỗ trợ người lớn tuổi thôi nha. Dạ dạ. Dạ nói lại nha, ngã lời nhắn thầy cảm ơn nhiều. Cảm ơn ngoại. Dạ. Đâu? Dạ, nội nó bán gì nội? Dạ con bán tủ. Rồi nó dắt con qua bên đó đi. Dạ, à, dạ 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 lắc quên rồi cảm ơn ngoại nhiều. Trời ơi dạ. Em là em tính là để lại để cho bà nội đó rồi đó mà ngoại hay quá trời luôn, ngoại trời em quên. Dạ công nhận thì bà ngoại không vui á. Dạ, dạ, dạ. Dạ, con chào nội. Nội năm nay nhiêu tuổi rồi? 82 tuổi rồi. 82 hả nội? Dạ. Sao tóc nội còn đen quá vậy nội? Tóc nhuộm. Nội nhuộm khi nào? Dạ. Tóc giả tạo. Dạ, nội nhuộm khi nào dạ? Ờ, miễn trắng chỗ à. Dạ. Dạ. Đông nội cho con xem tàu hũ đi. Đây. À, tàu hũ ngon quá. Dạ, bây giờ một chén là nội bán bao nhiêu? 5 ngàn. Dạ, nội múc cho con một chén con xem đi. Dạ. Dạ được, dạ con thích đứng. Dạ. Nghèo khổ lắm chú ơi. Dạ. Nhà con đi, chú ra sẵn tòa nhà rải ra chú biết khổ lắm, bác ế sáng giờ còn chết luôn. Dạ, ủa sao mà giữ nhiều dữ vậy ngoài? Ngoài cho mình nội tính cho con thêm hay gì hả? Dạ. Sao con thấy nội múc nhiều quá vậy? Đâu có múc thêm mà ăn tặng. Dạ cái nút trắng trên đầu. Cái gì vậy? Qua. Nè, kê cho nội dạ. Cái gì vậy? Rồi, cảm ơn. Dạ. Mới đi mệt. Ờ, tôi đâu biết gì đâu mà. Dạ. Dạ rồi, rồi nội để đó giùm con đi ha. Dạ. Một ngày mà nếu mà nội bán hết cái nồi tàu hũ của mình là nội lời được bao nhiêu? 50 ngàn rồi bán ế thì hết thì lời, còn những cái bán tắt là ế là không lời. Dạ. Dạ, mà bữa nào cũng hết không nội? Không. Dạ. Giờ bán có ngày thứ bảy, ngày chủ nhật các đông người ta giờ bán, chứ ngày thường bán ít lắm. À, dạ. Bữa nay thứ bảy thành ra chợ đông. Nay thứ bảy, nay dạ. Chủ nhật chứ. Bữa nay chủ nhật, dạ, dạ đúng rồi. Dạ. Giờ nội 82 tuổi rồi. 82 tuổi. Sức khỏe của nội bây giờ như thế nào? Khớp xương đau lưng chứ. Dạ. Dạ. Dạ rồi, hôm dạ. Nay thì chia sẻ với nội nha. Dạ. Nhân dịp năm mới sắp tới. Dạ. Con thay mặt anh Chí. Anh Chí là ở tại Mỹ. Dạ. Có phần lì xì nho nhỏ tặng cho nội. Dạ. Thế yeah. À, của ít lòng nhiều. Dạ. Năm mới anh Chí chúc nội sức khỏe. Dạ. Và mua may bán đắt nha. Dạ. Rồi con cảm ơn. Dạ. Rồi, cháu xin số điện thoại được không? À, dạ không. Dạ. Tưởng có cái máy gì không cho con với. Cái máy thì con sẽ xin anh Chí tặng cho nội một cái. Dạ. Nội lấy giùm con đi. Cái thọ tay vô được dạ, không? Dạ được, dạ được. Không dám mà nha. Dạ được. Dòm vô dạ, đi. Dạ dòm, dạ dòm. Là vậy hả? Dạ. Còn cái gì nữa? Có dạ. Cái gì không hả? Dạ, ở bên trong đó nó có cái máy giảng kinh, máy dạ. Niệm Phật. Dạ. Cũng như là cái
sụt sạc hết rồi, thành ra là nội yên tâm. Rồi, trong này cũng về mở ra là hết. Dạ đúng rồi. Dạ. Thôi nội thì giữ gìn sức khỏe là mới nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ. Nhiều cho con kính lời thăm cái anh Chí. Anh Chí. Dạ. Đó. Rồi, nói là gì? Quê mày nở ấp 6, xã Lộc Thuận. Dạ. Tỉnh Bến Tre. Dạ. Dạ, nhà thì ở chỗ này. Con chào nội nghe. Dạ dạ. Dạ. Dạ không. Con cảm ơn nội. Được. Dạ rồi, cảm ơn nội. Tính thể lại mà nội ngoại bất bại hay gì á. Dạ con chào ngoại. Ngoại ngoại bán gì vậy ngoại? Bán rau. Bán rau. Dạ rau này của ngoại mua hay ngoại đi đi hái? Ở nhà trồng. Ở nhà trồng. Dạ có khoảnh đất vậy đó rồi mình bao lưới lại rồi trồng. Dạ. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? Nay 75. Dạ bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Sức khỏe thì thấy cũng khỏe khỏe. Dạ chúc mừng ngoại. Đó mừng được nhiêu thì năm nhiêu mừng. Dạ. Nhẹ nhẹ vậy đó. Dạ. Chăm sóc vậy đó là chứ tiền. Một ngày mà ngoại bán hết cái này ngoại được bao nhiêu tiền? Là 100 hơn 100 ngàn. Dạ, mà ngày nào cũng hết không ngoại? Ngoại có bữa thì đánh hết, có bữa bán cũng còn. Dạ. Rồi bây giờ thì ngoại biết bữa nay là bao nhiêu âm lịch chưa? Bữa nay là ngày 11 âm lịch. Dạ. Thì ngoại có biết là sắp Tết chưa? Cũng gần sắp Tết rồi. Ngoại có chuẩn bị gì cho gia đình chưa? Thì ở nhà con kiếm là nó đi làm xa rồi mình cũng trồng rau rồi cũng nuôi vậy ít con gà con vịt rồi đi. Dạ. Cũng vài ba con chứ không dám nuôi, cũng không có nuôi nhiều. Dạ. Con vậy đó là Tết rồi cháu về. Dạ con hiểu rồi. Hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nha. Nhân dịp năm mới cũng sắp tới rồi, con thay mặt anh Chí nha, một nhà hảo tâm ở tại Mỹ, có phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại. Năm mới của ít lòng nhiều, anh Chí ở Mỹ lì xì cho ngoại. Vậy thì cũng cảm ơn nhà mình đại. Dạ. Chúc ngoại năm mới sức khỏe. Dạ. Và mua mai bán đắt hơn nữa. Dạ. Dạ. Ngoại ơi, ngoại cho con hỏi ngoại bên đạo gì? Đạo Phật. Dạ. Cũng lâu lâu tới làm đồ đó ngoan rồi đó mình cũng đi chùa. Dạ. Dạ. Mà từ đó tới giờ ngoại có máy nghe Pháp hay máy giảng kinh gì không? Dạ không. Dạ. Hôm nay con xin anh Chí ở Mỹ tặng cho ngoại một cái nha. Dạ. Thấy nghe mày ngồi nãy giờ mà mày có mua nước mạc có thao vậy? Dạ. Nói là phải mua chai nước mạc. Của ít lòng nhiều. Cái này là giờ mình bắt mình nghe kinh. Dạ, ở trong đó nó có hết trơn luôn. Thành ra ngoại chỉ cần mở lên là nghe kinh Phật thôi. Nghe kinh Phật. Vậy ha. Dạ. Ngoài duyên sức khỏe. Tối đặng ra rồi mình nghỉ ngơi cho dạ. Mình ngủ ra nghe kinh. Dạ. Đó là tấm lòng của anh Chí. Dạ. Tặng cho nội nha. Đó là, đúng là. Rồi, nội năm mới chúc nội sức khỏe. Dạ. Kinh. Dạ. Cô bán nước mà. Rồi con chào ngoại nha. Này, này chị ba không lấy đâu, này của ai? Con tặng ngoại luôn. Ngoại lấy đem về nhà trưng Tết kẹo đón khách nha. Trời. Dạ. Chào ngoại. Dạ con chào ngoại. Ngoại ngoại bán gì vậy ngoại? Ủa, bán mấy con cá nè cậu ơi. Dạ cá này của ngoại bắt hay ngoại mua đi bán lại? Thằng nhỏ nó bắt thì đi bán lại ăn rồi chứ. Dạ bây giờ một ký cá này ngoại bán bao nhiêu? Bự thì bán được có 230. Dạ cái này 3 con này
chắc là chưa được 1 ký đâu hả ngoại? Không hiểu không? Dạ, là cái này được khoảng con 100 ngàn thôi. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? 77. 77, sức khỏe ngoại bây giờ như thế nào? Thì bữa thì khỏe, bữa mệt mà đều đút dòng kiến chạy đây bác 76. Dạ. Rồi bây giờ ngoại biết bữa nay là gần Tết chưa? Gần rồi chứ, nay mùa 1 mình rồi. Dạ là gần rồi đấy ha. Ngoại ngoại có chuẩn bị gì cho Tết chưa? Trời, tiền bạc không chuẩn bị. Tiền đâu mà có phải không ngoại? Ngày nào ăn ngày nấy thôi. Dạ, 3-4 ngày mới có đồ bán một chứ lần. Chứ đâu có ngày nào cũng đi được không? Dạ. Dạ. Hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nha. Nhân dịp năm mới sắp tới, con thay mặt anh Chí ở Mỹ có phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại. Cảm ơn cậu nhiều. Dạ. Năm mới của ít đồng nhiều, anh Chí tặng ngoại 500 ngàn. Vậy cảm ơn cậu. Quý. Dạ. Quá rồi. Quý quá. Quý quá quý rồi. Dạ. Nay về chắc ngủ không được quá, mừng quá thì ngủ không được. Nghe thương. Không có tiền. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn cái cậu gì đâu đó cho đó. Dạ. Cảm ơn chứ giờ không có biết. Thay. Dạ. Thay mặt. Cảm ơn cái cậu bên Mỹ luôn. Thì thay mặt cảm ơn cậu này về nói bên kia đi. Dạ. Cảm ơn ngoại. Cảm ơn. Ngoại ngoại cho con hỏi ngoại bên đạo gì? Đạo Phật. Dạ, từ đó tới giờ ngoại có máy nghe kinh hay máy giảng pháp không? Không. Dạ, hôm nay con xin anh Chí là người tặng lì xì cho ngoại, tặng cho ngoại thêm một cái máy nghe kinh Phật. Trời ơi, vậy quý quá quý rồi. Dạ. Rồi chừng nào mới có cái máy đó? Dạ đây, có dạ, liền đây. Cảm ơn nhiều. Đây, ngoại lấy giùm con đi ngoại. Dạ rồi, dạ đúng rồi. Về làm sao hả? Dạ có con bà nó biết. Dạ. Dạ về ngoài nhờ con cháu mở cho ngoài nha. Cảm ơn nha, cái cậu cho luôn nha, cậu. Dạ. Chị cũng biết ở cậu đâu Chí. Cậu Chí ở Mỹ. À, dạ. Cảm ơn nhiều, bữa nay tôi gặp may mắn quá. Cảm ơn mừng ngoại. Quá trời. Về hôm nay giờ cũng là mừng ngủ ghen và mừng dữ trời. Dạ. Chúc ngoại năm mới nha, sức khỏe và mua may mắn đắt. Dạ, tinh thần an lạc với tấm lòng của anh Chí. Dạ cảm ơn. Dạ, xin phép chào ngoại nha. Bye bye. Dạ. Dạ. Dạ con chào nội. Nội nội bán gì vậy nội? Dạ nội cho con xem mặt cái được không? Này chắc cô quá. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 65 tuổi. Cô cho con xem mặt cái đi. Dạ. Bắp bây giờ một trái cô bán bao nhiêu? 4 ngàn, 5 ngàn. Dạ. Cô lột một trái cho con xem cái được không? Dạ. Dạ câu thôi. Dạ. À quá wow, quá đều hột, quá dẻo. Một ngày mà cô bán cái này á là cô trừ hết chi phí thì mình là được khoảng bao nhiêu? Bán là bị trồng, trồng nhà trồng. Ở nhà trồng. Ở nhà trồng. Bữa nào có mới bán. Có mới bán. Dạ. Còn tiền theo bữa nhiều ít. Dạ. Hôm nay là con thay mặt anh Chí ở Mỹ nha. Dạ. Nhân dịp năm mới sắp tới. Dạ. Có phần quà nhỏ nhỏ lì xì tặng cho cô. Của ít đồng nhiều. Năm mới chúc cô sức khỏe và mua mai bán đắt. Cho dữ vậy. Dạ, cho vậy mới được, mới mua được cái mâm trái cây với bông đón ông bà của cô trong dịp Tết sắp tới. Dạ. Này không? Tháng dạ không. Cảm ơn cô. Trời ơi, cảm ơn nhiều ạ. Thôi. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Cô ơi, cô cho con hỏi cô bên đạo gì? Đạo Phật. Dạ, từ đó tới giờ cô có máy nghe pháp hay máy giảng kinh không? Có nghe kinh. Nhưng mà cô có cái máy nghe không? Không. Hôm nay con xin anh Chí tặng cho cô một cái máy nha. Dạ, máy nghe kinh Phật. Dạ. Ha. Đây, cô lấy giùm con đi. Dạ, ở trong đó đó. Cô lấy cái giấy. Dạ, dạ rồi. Này hả? Dạ đúng rồi. Mua cái giấy. Đây, ông tặng. Rồi, chúc cô duyên sức khỏe nha. Dạ, mua mai bán đắt nha. Dạ. Rồi, con chào cô. Ông tặng. Dạ. Ô chợ đông quá trời luôn cô chú anh chị, đông ra tới đây luôn. Wow, đúng là chợ quê luôn, cây tre nè. Một ngày cô bán được nhiêu tờ? Con 100 tờ. Cho con xem mặt cái đi. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 62 tuổi. Dạ. Hôm nay là con thay mặt anh Chí với Mỹ nha. Tặng cô gia đình 10 ký gạo ăn Tết nha.
chúc cô năm mới mua may bán đắt. Ừ, cảm ơn cô. Dạ. Ngày chị bán được nhiêu tờ? Em bán 200 mấy. 200 mấy? Dạ. Rồi thôi. Chị có mấy bé lận? Dạ, 2 bé. Con chị lớn hết chưa? Dạ, nhỏ nhỏ. Dạ, mấy tuổi với mấy tuổi rồi? 15 mấy. Dạ. Rồi năm mới thì anh Chí ở Mỹ cũng tặng cho chị phần lì xì nhỏ nhỏ ha. Chúc chị năm mới sức khỏe và mua mai bán đắt ha. Dạ. Rồi chào chị nha. Dạ, mày bán với số hồi nãy nè. Dạ. Ờ, bây giờ mày. Phải nói cái chợ này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Ở hàng tre hai bên luôn á. Em quay cũng nhiều chợ lắm rồi, tuy nhiên em thấy chợ này là nó mang một cái dáng dấp đúng chất của chợ quê luôn. Tre như thế này nè. Dạ con chào ngoại. Ngoại ngoại bán gì vậy ngoại? Ngoại bán cá với bán ớt. Dạ ngoại bán có ba con cá vậy thôi á hả? Có nhiều lắm mà còn ba con. Ngoại cho con xem mặt cái được không? Như vậy. Dạ cho con xem mặt đi, con muốn diện kiến dung nhan hoa hậu của ngoại. Ngoại cho con xem đi. Dạ rồi. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? 73 tuổi. Dạ. Cá này là ngoại mua đi bán lại hay? Cái nhà. Dạ là bữa nào có mới bán? Lâu lâu vài ba bữa vậy đó. Dạ. Văn lưới có cái đĩa văn lưới. À. Rồi ha, có được nhiêu bán nhiêu. Dạ. Mà bây giờ cá này ngoại bán bao nhiêu một ký? Có 15.000 ký. Ủa sao rẻ vậy ngoại? Rẻ của nhà bán rẻ. Dạ. Nó bán lại vậy đó hả? Rồi sáng giờ ngoại bán được nhiêu ký rồi? Có được chắc chục ký á. Dạ là được có khoảng 150 thôi. Dạ bữa đó ăn 150 à. Dạ con ớt này bán sao ngoại? 10.000 gram. Dạ. Dạ ớt này ớt này cũng cay lắm nè. Này ớt cay ớt sống à. Dạ. Ớt sống để ta ăn mà cơm rồi đó. Dạ. Ta quán quán cơm á. Dạ. Ngoại biết bữa nay là ở dưới là bao nhiêu âm lịch chưa ngoại? Ở dưới hôm nay 12. 12 hay 11? Dạ. Bữa nay là ở dưới 11. Dạ. Là ngoại biết gần Tết chưa? Gần Tết. Dạ. Rồi Tết thì thường thường là ngoại có chuẩn bị gì cho Tết chưa? Không, có hai ông bà chưa chuẩn bị gì Tết, con mấy nhỏ nó cho rồi. Dạ. Đã là con cháu cho đồ. Dạ. Rồi hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nha. Nhân dịp năm mới sắp tới, con thay mặt anh Chí ở bên Mỹ là có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại. Năm mới của ít lòng nhiều. Anh Chí chúc ngoại sức khỏe. Rồi cảm ơn con nha. Dạ. Cảm ơn Chí nha. Dạ. Dạ. Dạ mua mai bán đắt. Dạ. Cái này của nhà lâu lâu rồi cái văn lưới. Dạ. Đĩa. Dạ. Rồi bán. Dạ. Ngoại ơi ngoại cho con hỏi ngoại bên đạo gì? Dạ từ đó tới giờ ngoại có cái máy nghe kinh hay máy giảng pháp không? Không có. Hôm nay con xin anh Chí tặng cho ngoại một cái máy nghe kinh với máy giảng pháp ha. Dạ. Rồi chúc ngoại năm mới sức khỏe. Rồi cảm ơn nha. Giờ mua mai bán đắt. Dạ tấm lòng của chú Chí. Rồi. Dạ. Rồi con chào ngoại ha. Rồi. Dạ. Cảm ơn ngài nhiều. Dạ. Mừng lắm á. Dạ. Dạ mừng ha. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? Ngoại ngoại có muốn nghe kinh không? À dạ. Dạ. Chúc ngoại năm mới sức khỏe. Dạ con chào ngoại. Rất là đẹp luôn đúng không cô chú anh chị, chợ quê đúng chất chợ quê luôn. Mình đi dưới này hết rồi cô chú anh chị. Khúc này là khúc mà giữ xe rồi. Dạ, cô năm nay nhiêu tuổi rồi? À, 60
mốt. Cô cho con xem mặt cái nha. Dạ. Như tóc cô bạc hơi sớm hả? Bạc hơi sớm. Dạ. Dạ. Bây giờ một ngày cô bán được nhiêu tờ? À, 150. Dạ. Dạ. Bán ít vậy hả cô hả? Dạ. Chứ giờ kinh tế khó khăn vậy đâu có ai dạ. mua nhiều. Mấy ngày chuẩn bị Tết thì cô có chuẩn bị gì cho gia đình chưa? Không có tiền. Dạ. Bình thường mà nếu mà một năm mà tới Tết thì cô mua cái gì? À, mua thịt heo. Dạ. Với hột vịt kho. Dạ. Nhưng mà thường thường một nồi như vậy là cô mua năm trước là bao nhiêu tiền? Mua chừng ký rưỡi vậy à, chứ đâu có mua nhiều. Ký rưỡi thì nó khoảng là 200 ngàn tiền thịt. Không tới. Dạ. Có 7-80 ngàn ký à, tầm mấy à. Dạ. Rồi thêm hột vịt nữa. Hột vịt nữa. Vậy là khoảng 200. 200. Hôm nay thì chia sẻ với cô nghe, nhân dịp năm mới sắp tới, dạ. con thay mặt anh Chí, một nhà hảo tâm ở Mỹ, dạ. có phần lì xì nho nhỏ tặng cho cô, dạ. để cho cô mua cái nồi thịt kho hột vịt ăn cùng với gia đình của mình dạ. trong dịp năm mới sắp tới ha. Dạ. Dạ, anh Chí chúc dạ. cô năm mới sức khỏe dạ. và mua may bán đắt nha. Dạ, rồi cảm ơn chú nhiều. Rồi, dạ. Cảm ơn anh Chí ra nhiều ha. Dạ. Chú biết có thằng ở ngoài tôi nó bị mù mắt à, mà giờ xin chú hỗ trợ giùm. Dạ không được, không cảm giùm con. Dạ con chỉ gặp ở ai ở ngoài chợ thôi. Dạ. Rồi thôi em đi lại nha cô chú anh chị. Rồi em vòng quanh kia cái nữa em đi ra. Cô chú anh chị thấy chợ Tết có khác nha. Mấy cây me này nó tạo bóng mát cho người dân mua bán nè. Qua lộn, dạ mấy cây trúc. Mấy cây tre. Này, chị muốn ăn dạng chảo bốn chục ngàn, nếu bốn chục ngàn cứ chị quất nghe, nói nghe, nhắm nghe qua, đặt cho trong nhà đồng thời ký. Đặt cho trong nhà đồng thời ký. Tiểu bốn lần ngàn chứ tiểu bốn lần ngàn chứ tiểu bốn lần ngàn chứ tiểu bốn lần ngàn. Nó đi lên có cái bà già đó. Đúng rồi, đúng rồi. Cái hướng bên đây thì chắc chắn em đi là sẽ không còn nhiều đâu cô chú anh chị. Bên đây là bán thịt với bán quần áo. Dạ chào chị. Mua mai bán đắt. Dạ. Dạ. Con chào ngoại. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? 73 nè. Dạ, ngoại đang bán gì vậy ngoại? Gì nè con. Dạ, bán mít với bán chuối ha. Dạ. Dạ, bây giờ mít này là ngoại bán theo ký hay là ngoại bán theo miếng? Dạ, bán ký. Một ký bây giờ bao nhiêu ngoại? 20. Dạ. Cái này là của ngoại hay là ngoại mua đi bán lại? Cái này mua đi bán lại có. Dạ. Có. Còn chuối bây giờ ngoại bán bao nhiêu một nải? Nải 10. Dạ. Một ngày mà nếu mà ngoại bán cái này ngoại trừ hết chi phí thì ngoại lời được khoảng bao nhiêu? Cũng không có nhiều nữa đâu, hết sạch à, tại vì bán không được mà. Dạ. Dạ, ngoại cho con hỏi ngoại bên đạo gì? Con đạo Phật. Dạ, từ đó tới giờ ngoại có máy nghe kinh hay máy giảng pháp không? Thì nghe thì có nghe vậy chứ cũng lo là mần ăn không mà. Dạ, nhưng mà ngoại không có máy nghe phải không? Dạ, không có dạ. nghe. Hôm nay thì nhân dịp năm mới sắp tới ha. Dạ. Con sẽ xin anh Chí, một nhà hảo tâm ở tại Mỹ, có phần lì xì nho nhỏ tặng cho ngoại nha. Của ít lòng nhiều. Dạ. Năm mới anh Chí, chúc ngoại sức khỏe. Dạ. Dạ mua mai bán đắt nha. Dạ cảm ơn. Dạ. Con mít lấy muốn mít ăn. Dạ thôi được rồi con cảm ơn ngoại. Dạ. Ngoại nhắn gửi gì với anh Chí không? Dạ. Con dạ cảm ơn nhà tài trợ của anh Chí thì dạ. Dạ rồi. Đây là cái máy giảng pháp của anh ấy tặng cho ngoại nha. Dạ.
đây nè. Rồi, cảm chào mãi nha. Dạ, chào. Dạ. Thấy ạ. Bà không thấy đường. Em không thấy đường, dạ. Dạ, cô kéo khẩu trang lên xem mặt cái đi. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 59 tuổi. Cô hình như cô bị hư mắt bên trái hả? Dạ. Còn mắt bên phải? Bên phải cũng thấy luôn. Dạ, rồi cô ra chợ làm gì? Cô đi xin đi. À, đi xin. Khám bệnh. Cô bị gì trong người? Cô bị tiểu đường. Dạ. Đại biến. Thiếu mắt. Dạ, cô có gia đình không? Có gia đình. Con cô lớn chưa? Con không có con. Không có con hả? Rồi giờ ông xã cô làm công việc gì? Ông xã chết rồi. À, khó khăn dữ vậy nè. Yeah. Hôm nay thì con thay mặt anh Chí tại Mỹ nha. Yeah. Tặng cho cô một phần lì xì nho nhỏ ha. Trong dịp năm mới nha. Yeah. Cô ít lòng nhiều. Yeah. Thì chúc cô phục hồi sức khỏe trong năm mới. Dạ. Yeah. Dạ, này là 400 ngàn. Dạ. Yeah. Anh ấy tặng cho cô nha, để cho cô đi khám bệnh nha. Dạ. Yeah. Dạ. Và anh ấy tặng cho cô một cái máy nghe kinh Phật. Dạ. Mỗi khi mà cô đau đớn thì cô có thể dùng nó để cô niệm Phật theo. Dạ. Để xin Phật gia hộ cho mình. Để cho mình bớt đau nhức, bớt bệnh nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, cô nhắn gửi với anh Chí không, người tặng cho mình. Dạ. Rồi thôi con chào cô nghe. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ, con chào ngoại. Ngoại, ngoại bán gì vậy ngoại? Rau vậy nè. Dạ. Mấy cái này là ngoại đi mua đi bán lại hay đồ nhà cho ngoại? Đồ nhà. Dạ. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? 76. 76, bây giờ? 77. Dạ, sức khỏe của ngoại bây giờ như thế nào ngoại? Thường huyết áp không á con. Dạ. Rồi sáng ngoại ăn cơm hả ngoại? Bán bé quá ăn cơm. Bán bé ăn cơm. Cơm này tao bán ngoại bao nhiêu? Cơm này họ bán, họ cho. Họ cho ha. Nghe thương không, bán ế hoàng cơm đỡ rồi. Một ngày mà nếu mà cái này ngoài trừ hết chi phí cho ngoài còn lời được khoảng bao nhiêu ngoài? Chắc giờ là chừng trăm mấy. Dạ. Hôm nay thì nhân dịp năm mới cũng sắp tới, con thay mặt anh Chí, một nhà hảo tâm ở bên Mỹ, có phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho ngoại nha. Dạ. Năm mới anh ấy chúc ngoại sức khỏe. Dạ, mua mai bán đắt nha. Dạ. Rồi thôi con chào ngoại ha. Ngoại bên đạo gì vậy ngoại? Đạo Phật à. Dạ, từ đó tới giờ ngoại có máy nghe Pháp hay máy giảng kinh không? Không. Con xin anh Chí tặng cho ngoại một cái luôn nha. Để khi nào mà ngoại có thời gian thì ngoại nghe ha. Bà Nam giới thiệu cho nghĩa hoàn cảnh. Rồi, chào ngoại nghe. Cô bán cái gì? Cô bán cái gì? Sách rau. Dạ đâu ạ? À, cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay cô 68 tuổi. Dạ. Rồi một ngày cô trừ hết chi phí này thì mình lời được bao nhiêu? 5.000, 10.000. Ủa, ít dữ vậy hả? Dạ rồi. Thôi hôm nay thì con cũng thay mặt anh Chí ở Mỹ nha. Nhân dịp năm mới sắp tới, cũng tặng cho cô một phần quà nhỏ nhỏ. Cô ít lòng nhiều. Chúc cô năm mới và gia đình sức khỏe và ngon miệng nha. Cảm ơn chú. Dạ. Ông tôi bệnh nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn. Cái máy này là cái máy nghe kinh Phật. Dạ. Hình như là thấy cô thích cái máy này lắm phải không? Thích. Rồi thôi cô trả lại cái máy cho bà ngoại đi, con tặng cho cô cái khác. Vâng, để coi. Dạ, tấm lòng của anh Chí nha. Rồi, cảm ơn. Dạ, cô nhắn gửi với anh Chí không? Dạ. Dạ rồi thôi. Cảm ơn. Cảm ơn anh Chí. Trời ơi, thôi, cái mặt nó khổ lang thang chú ơi. Dạ, năm nay cô nhiêu tuổi rồi? Dạ, 50. Dạ, còn mình có bao nhiêu bé chị? 4 đứa là. 4 bé lần hả? Đi bán vậy mà. Rồi, đứa lớn bao nhiêu tuổi? Đứa lớn 18. Đứa kế? Đứa kế 16. À. Rồi đứa nhỏ đi bán số 13. À. Rồi, mình đem theo cây làm gì vậy chị? Con nhỏ nó chơi á. À. Hôm nay thì nhân dịp năm mới sắp tới, em thay mặt anh Chí ra Mỹ ha. Dạ. Tặng cho gia đình mình một phần quà nho nhỏ. Dạ. Để chị có thể mua những cái bộ quần áo mới ha. Dạ. Để lo cho con của mình cho nó đón năm mới ha. Dạ. Với sự may mắn hơn. Dạ, chú chúc ơi, chị mua gạo ăn chứ ở đó mua quần áo. Dạ, chúc chị năm mới sức khỏe. Dạ. Dạ, mua may mắn đắt nha. Dạ, rồi cảm ơn anh Chí. Dạ rồi. Rồi, nghe chào chị nha. Rồi thôi chào cô rồi chú nghe, năm mới vui vẻ. Mua may mắn đắt. Ha ha.
Hôm nay bán hủ tiếu bánh canh. Em hơi bất ngờ của chú anh chị, em không nghĩ chợ này lại đông như vậy luôn á. Đông hoàn cảnh lớn tuổi á. Em phát của anh Chí cũng gần hết. Nói chung hôm nay em gửi hết người, nhưng mà chất lượng, nhưng mà người trẻ thì em cũng không có bỏ rơi phải không ạ? Rồi chúc mấy chị năm mới mua may bán đắt nha. Đây là bán gạo. Rồi bữa nay là chuyện. Bán gia vị. Các chú nào quay với nhiều dân á. Dạ con chào ngoại. Dạ. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? 71 tuổi rồi. Dạ, nãy giờ hình như con chưa gặp ngoại phải không? Dạ, chú ở đâu vừa? Dạ, ngoại ngoại đang bán gì vậy ngoại? Bán chào. Bán chào. À. Bây giờ bao nhiêu một chỗ? Ồ, bao nhiêu một hũ ngoại? 25.000. 25.000. Dạ. Dạ. Là hũ 3.000. Là con hũ có 3.000 rồi. Dạ, còn củ kiệu thì sao ngoại? Củ kiệu thì cũng mua cho chỗ nhỏ cháu nó bằng á. Dạ. Mua cho nó đưa cho 90, bán ra được 100. Dạ. Là cũng mua đi bán lại. À. Một ngày mà nếu ngoài trừ hết chi phí như ngoại là được khoảng bao nhiêu? À, nhiều khi không có đồng nào đó hả? Vậy sao ngoại? À, nhiều khi bán được thì được. Còn không có thì nhiều khi không có. Dạ. Bữa kiếm 10-20.000. Dạ. Đó. Bây giờ gần Tết tới rồi ngoại chuẩn bị gì cho gia đình chưa? Chưa. Chưa có chuẩn bị gì hết hả? Chuẩn bị gì giờ biết gì đâu chứ. Hôm nay thì chia sẻ với ngoại nha, nhân dịp năm mới sắp tới. Dạ. Con thay mặt anh Chí, một nhà hảo tâm ở bên Mỹ, có phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho ngoại. Cảm ơn chú nhiều ha. Dạ. Năm mới chúc ngoại sức khỏe và mua may bán đắt nha. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Rồi. Đó là tấm lòng. Cũng gửi tha mà chúc mừng cho đạo hảo tâm, con cảm ơn rất nhiều. Dạ. Dạ. Ngoại ơi, ngoại cho con hỏi mày bên đạo gì vậy? Đạo Phật. Từ đó tới giờ ngoại có mấy nghe kinh hay mấy giảng pháp không? Ở nhà cô cũng thường thường nghe kinh nhắc kia rồi đó. Hôm nay con xin anh Chí tặng cho ngoại thêm một cái máy. À, cái máy nghe kinh đó hả? Máy nghe kinh. À. Và máy niệm Phật. Đúng rồi. Dạ. Rồi, chúc ngoại giữ gìn sức khỏe. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Rồi, cảm ơn người hảo tâm. Dạ, anh Chí. Dạ, anh Chí. Dạ. Cô muốn nghe không? Anh tặng cô một cái. Rồi, cho tặng cái. Dạ, cô thích nghe kinh Phật ha. Ừ, tặng cái không? Dạ, kinh Phật. Dạ, con chào cô nha. Dạ. Rồi, thôi tạm biệt bà con. Nội, nội bán gì vậy nội? Bán bánh đó, với đồ đây. À, nội bán bánh này đó hả? Nội năm nay nhiêu tuổi rồi? 78 tuổi. Nội cho con xem mặt cái được không? À, đâu có gì đâu. Dạ, một ngày mà nội bán mấy cái này, nội trừ hết chi phí thì mình lại được khoảng bao nhiêu? Đâu có tính hết, bán bữa được, bữa không. Dạ. Ê, dạ. Dạ. À, hôm nay thì thôi con cũng năm mới sắp tới ha. Con thay mặt anh Chí ở Mỹ nha, tặng cho nội phần lì xì nhỏ nhỏ của ít đồng nhiều. Năm mới chúc nội sức khỏe và mua may bán đắt nha. Dạ, cho gì. Dạ. Để lớn tuổi á, thành ra là lì xì cho nội. Gần 80 tuổi rồi. Dạ. Tại con đông. Dạ. Nội ơi, nội bên đạo gì vậy nội? Đạo Phật. Dạ, thờ từ đó Phật không à, trong này nó thờ dạ. Phật nè. Từ đó tới giờ nội có máy nghe pháp hay máy giảng kinh không? Dạ, niệm Phật không à. Dạ. Dạ đây nè. Hôm nay con thay mặt anh Chí tặng cho nội một cái nghe máy nghe kinh Phật. À. Dạ. Chúc nội năm mới sức khỏe nha. Cảm ơn nha, năm mới thì nhiều. Cảm ơn nội. À. Rồi con xin phép cho nội nha. À. Cái chị này bán gạt hậu. Sao chợ này người già lớn tuổi quá trời luôn cô chú anh chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, em đi ra tới ngoài lại ngày này cô chú anh chị. Dạ, cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 65. Cô cho con xem mặt cái được không? Dạ, mấy cái đồ này là cô mua đi bán lại hay đồ nhà? Cô mua đi bán lại với người trồng nhà. Dạ, một ngày mà nếu cô trừ hết chi phí cái này thì cô lời được khoảng bao nhiêu? 970 à. Dạ, mà ngày nào cũng được vậy không? Ngày nào cũng dạ. Bán. Là ít quá trời ha. Gần Tết thì cô... Đi ăn gì ổi ngọt. Gần Tết cô chuẩn bị gì cho gia đình chưa? Không, nhà không có ai, có hai vợ chồng rồi mà con chưa gì á. Dạ. Tới mùng mấy nữa mới gì á. Dạ. Hôm nay thì nhân dịp năm mới sắp tới nha. Con thay mặt anh Chí, một nhà hảo tâm ở Mỹ, có phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho cô. Cô ít lòng nhiều. Năm mới chúc cô vui vẻ mạnh đắc. Cảm ơn nha. Sức khỏe nha. Dạ, rồi thôi con chào cô ha. Dạ. Rồi năm nay nhiêu tuổi rồi? Sao à, 72. Rồi cho con xem mặt cái đi. Dạ, nó đang bán gì ngoài chợ? Không có bán gì, đi chợ. Dạ, mà nhà nội khó khăn không? Dạ, khổ lắm, không có tiền. Khổ lắm hả nội? Dạ. Hôm nay thì nhân dịp năm mới sắp tới ha. Con sẽ xin anh Chí ở Mỹ tặng cho nội phần quà nha. Ở bên Mỹ hả? Dạ, anh Chí ở Mỹ tặng cho nội. Năm mới chúc nội sức khỏe nha. Cũng như là sẽ vui vẻ cùng bên gia đình của mình nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Nội ơi, nội bên đạo gì vậy nội? Đã có tài. Dạ, rồi thôi con xin phép chào nội nha. Dạ. Dạ. Rồi con chào cô nha. Cảm ơn nội. Dạ. Rồi. Giờ chắc đâu đó khoảng em quay cái này 1 tiếng 20 phút mà chắc phải đâu đó là 7:30 ha. Như nãy giờ là con có gặp cô chưa ha? Dạ. Hồi nãy em vô chợ mua đồ, em thấy em lại nhưng mà anh không mua. Vậy hả, cho em xem mặt lại cái đi. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, em tuổi mùi. À, một ngày chị bán được nhiêu tờ? Một ngày em bán 200. Dạ. Mà thứ ba em bán 120. Năm mới ha, anh Chí ở Mỹ chúc chị gia đình sức khỏe và ngon miệng nha. Dạ, rồi em cảm ơn ạ. Rồi, chào chị. Xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, ấp 7. Dạ rồi. Nói chung là em cố gắng em không bỏ sót ai hết á cô chú anh chị. Thì cái phải nói là một trong những cái ngày cuối năm như đó năm mới á, thì những hoàn cảnh là rất là vui mừng khi nhận được tấm lòng của nhà hảo tâm. Thì trong số 13 chữ chính của anh Chí thì em còn bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em còn có 800 ngàn của anh Chí thôi. Vậy là em đã gửi là 13 triệu 1 từ tấm lòng của anh Chí, cũng như là những cái máy nghe pháp đến với cho nội ngoại, cũng như là các cô lớn tuổi ở tại chợ Lộc Thuận trong buổi sáng ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn tấm lòng của chú anh chị rất là nhiều. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc cô chú anh chị cũng như là nhà hảo tâm trong cái dịp năm mới sắp tới thì gặp nhiều cái sự may mắn trong công việc của mình, để sẽ có những sự hỗ trợ đến với những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo. Chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất. Chào tạm biệt cô chú anh chị.